Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Câu lạc bộ bóng đá Forest Green Rover đăng ký tham gia chiến dịch chống lại sự nóng lên của toàn cầu của Liên Hợp Quốc cho mùa giải tới 2018-2019 và đã được tổ chức này xác nhận là câu lạc bộ bóng đá đầu tiên thực hiện cam kết này. Chủ tịch của đội bóng là một nhà hoạt động môi trường tích cực và công ty của ông đã cung cấp 100% năng lượng xanh cho câu lạc bộ, trong đó có những tấm năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái sân vận động. Thật tuyệt vời khi trở thành câu lạc bộ đầu tiên cam kết không phát thêm khí carbon. Thật thú vị. Cá nhân tôi mong muốn hợp tác nhiều hơn với Liên Hợp Quốc để góp phần lan tỏa thông tin về môi trường thông qua bóng đá. Đặc biệt, các cầu thủ cũng ăn uống đồ sạch, ăn chay, không ăn thịt đỏ và sữa trong những ngày thi đấu. Bia sạch và đồ ăn sạch, đồ ăn chay cũng được bày bán, phục vụ cổ động viên. Theo báo giới Anh, chủ tịch câu lạc bộ cũng đang có kế hoạch xây dựng một sân vận động 5.000 chỗ ngồi với vật liệu hầu như bằng gỗ. Sân bóng hiện nay của Forest Green Rover trồng cỏ hữu cơ và được cắt tỉa bằng robot cắt cỏ, vận hành bằng năng lượng mặt trời. Trong khi đó, toàn bộ nước mưa đổ xuống khán đài và sân cỏ đều được tái sử dụng. Trước đó, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức trao cho đội bóng này với danh hiệu đội bóng thân thiện với môi trường nhất thế giới. Ha ha ha, 问什么的说呵。